Mai Phi Long trân trọng kính chào quý khán thính giả ở đây Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai 7 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, ngày hôm nay 7 tháng 10 nghe cái ngày này cho quý vị cũng nhận ra ngay lập tức hôm nay là đúng một năm sau cái vụ tấn công của bên phía Hamas tràn vào các vùng biên giới ở vùng miền Trung và miền Bắc của Israel. Và trong vụ tấn công bất ngờ đó, bên phía Hamas đã coi như đã giết trên 1.200 người Do Thái và bắt đi khoảng chừng 250 con tin. Thì thưa quý vị, đây là một cái biến cố đánh dấu cho cái cuộc chiến thảm khốc đang diễn ra suốt một năm nay. Một cuộc chiến bên phía người Do Thái trên 1.200 người chết, và bên phía Palestine bây giờ con số đã là trên 41.000 thường dân bị thiệt mạng trong suốt một năm vừa qua. Bây giờ con số 41.000 đó nó sẽ không dừng ở đó, có thể nó sẽ leo lên 42.000, đó leo lên những cái con số mà chúng ta không bao giờ chúng ta muốn nó xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, chuyện nó xảy ra và chuyện đó đánh dấu đến ngày hôm nay đúng một năm. Thưa quý vị, thì bên phía Do Thái trong ngày hôm nay họ đã coi như là tưởng niệm cái lần đầu tiên cái vụ tấn công thảm khốc này. Thì các cuộc tưởng niệm ở khắp Do Thái diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt ở tại nơi mà xảy ra cái vụ hòa nhạc. Và từ trải những cái vụ hòa nhạc đó thì số người bị giết chết nhiều nhất nằm ở cái nơi này. Thì thưa quý vị, bên phía người Do Thái họ không những là đến những cái nơi trung tâm để tưởng niệm, mà họ cũng tập trung ở nhà của ông thủ tướng Benjamin Netanyahu. Thì cho biết rằng là có khoảng chừng 300 người đến đây để mà tụ họp, đồng thời cũng bày tỏ cái ý kiến của họ là vì ông này không chịu xuống thang cái cuộc xung đột, khiến cho những người này, đặc biệt họ là thân nhân của những người bị mất tích và những người sau đó bị gọi là tìm thấy là đã chết. Những sự chết đó không biết đến từ phía Hamas hay là đến từ những cuộc tấn công của quân đội Israel. Thì 300 người trong ngày hôm nay họ đã tập trung ở nhà ông Benjamin Netanyahu để bày tỏ cái sự bất mãn của họ trong cách điều hành cái cuộc chiến ở tại đây. Ông không có lùi bước, và khi không lùi bước như thế thì sẽ không có những cuộc trao trả con tin và những chuyện gì xảy ra, thưa quý vị chúng ta đã biết. Và trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, cái sự kỷ niệm này cũng không phải là một cái sự kỷ niệm gọi là bình thường, một kỷ niệm tiếp tục đẫm máu. Thưa quý vị, bên phía Lebanon cho biết là một cái cuộc không kích của Israel ở miền nam nước này cũng đã giết chết ít nhất là 10 lính cứu hỏa của Lebanon, và số người chết sẽ tăng lên trong cái sự báo cáo kế tiếp. Thì trong khi đó thì thưa quý vị, Hamas cũng kỷ niệm cái ngày một năm nổ ra cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 này bằng cách bắn một loạt hỏa tiễn vào Tel Aviv, thủ đô của Do Thái. Và nhóm Hezbollah thì họ sẽ họ thề là họ tiếp tục tấn công bất chấp những tổn thất mà gần đây họ đưa ra. Thì thưa quý vị, trong cái vụ này người ta được cảm thấy rằng là đến bây giờ không có hồi kết, và cái nỗi lo sợ nhất là cuộc chiến này sẽ mở rộng. Bây giờ nó đã mở rộng, bên phía Do Thái đã xua quân qua bên Lebanon để mà gọi là họ tìm cách là coi như truy kích và tiêu diệt cái nhóm Hezbollah. Sau một thời gian vừa qua, bên Do Thái đã làm cho bên Hezbollah thiệt hại rất là đáng kể, từ luôn cãi lưng cái chuyện là thủ lĩnh của Hezbollah cũng bị bên phía Do Thái tiêu diệt trong cái tuần lễ vừa rồi. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện hiện tại bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều đưa ra một câu hỏi là chừng nào mới chấm dứt cái việc này. Thì cho đến bây giờ chúng ta chưa thấy một cái ánh sáng nào cuối đường hầm. Và sáng ngày hôm nay, tin cho biết ngày hôm qua thì trên thế giới cũng có rất nhiều nơi cũng đã tưởng niệm cái ngày này, thì khắp nơi trên thế giới. Và một cái chuyện này, những nhân vật chính trị nói về chuyện này thì chúng ta cũng không có lạ. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng sáng ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng cũng nói về cái cuộc chiến đang diễn ra ở tại vùng Trung Đông này là một là vấn đề ngài nói gì? Đây là một cái sự kiện xấu hổ của cả cộng đồng nhân loại khi không thể nào mà tìm cách chấm dứt được cái cuộc chiến này. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là một năm về trước là
một cái sự thù ghét được cái sự gọi là châm ngòi lên, và cái sự thù ghét này nó không có ngừng lại và nó tiếp tục nó lan tỏa cái sự bạo lực càng lúc càng nhiều hơn trên thế giới. Và có vẻ như là hình như bây giờ ít càng lúc càng ít người tìm cách để mà ngăn chặn, làm cái việc gọi là đối thoại và tìm kiếm sự hòa bình. Và Đức Giáo Hoàng nói thêm như thế này: bạo lực không thể nào đem đến hòa bình. Lịch sử đã cho chúng ta thấy chuyện đó. Nhưng và những gì đang diễn ra, những bạo lực, những cuộc xung đột diễn ra trên khắp thế giới bao nhiêu năm vừa qua cũng không dạy cho chúng ta một bài học nào cả. Thì đó là cái lời thông điệp của Đức Giáo Hoàng đưa ra sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta không để ý ngay trong một cuộc chiến Nga và Ukraine, Đức Giáo Hoàng cũng đưa nhiều cái lời kêu gọi. Nhưng mà thưa quý vị, người ta không bao giờ, người ta ngừng tiếng súng. Và nhưng mà mỗi lần trong những chuyện chính trị thì lúc nào cũng đem chuyện tôn giáo vào. Nhưng mà tiếng súng thì không bao giờ ngừng. Những nhà lãnh tôn giáo có thể kêu gọi con người sống bình an hơn, nhưng mà con người không bao giờ làm cái điều đó. Và tuy nhiên, mỗi lần cần đi ra chiến trường hay mỗi lần là lên ngôi trong chính trị thì lại đem tôn giáo vào trong lòng. Đó là những gì mà chúng ta chứng kiến. Cũng liên quan đến chuyện Giáo hội Công giáo La Mã, thì đưa sự quý vị, bên phía Tòa Thánh Vatican cho biết là Đức Giáo Hoàng Francis trong thời gian sắp tới, Ngài sẽ bổ nhiệm thêm 21 Tân Hồng Y trên toàn thế giới. Đây là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Đặc biệt thưa quý Đức Giáo Hoàng năm nay đã 87 tuổi. Và cái số tuổi này Ngài cũng khá cao. Thì không biết bao lâu thì Đức Giáo Hoàng Francis còn tiếp tục sống để mà trị vì cái vương quốc tôn giáo. Thì nếu mà Đức Giáo Hoàng có qua đời thì đương nhiên cái hội đồng của các hồng y sẽ là nơi chọn ra một vị giáo hoàng mới. Thì nhiều người đưa ra một cái đánh giá, Đức Giáo Hoàng khi mà chọn thêm 21 vị hồng y nữa thì Ngài muốn có một cái sự gọi là chuyển tiếp như thế nào đó, mặc dù chúng ta biết rằng là người ta, các hồng y sẽ ngồi lại và bỏ phiếu bầu ra một vị giáo hoàng mới. Nhưng mà khi mà trong những số hồng y này có những người mà có những quan điểm cởi mở hơn thì cái ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng nó sẽ đi sang qua cái triều đại kế tiếp. Thì đó là một tin cũng khá đáng chú ý trên cái mặt một cái tôn giáo lớn ở trên thế giới như thế này. Sang qua một cái chuyện khác liên quan đến tình hình ở tại khu vực gọi là đụng chạm nhất trong thời gian vừa qua trên biển, đó là khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan. Thưa quý vị, Biển Đông thì sôi động trong những tuần vừa qua. Chúng ta biết là quân đội Hoa Kỳ cùng với các đồng minh cũng tổ chức những cuộc diễn tập quân sự. Cùng lúc bên phía Trung Quốc cũng diễn tập quân sự, nhưng mà may mắn đến giờ chỉ là diễn tập, chưa có đụng nhau. Nhưng mà bây giờ bên phía eo biển Đài Loan thì bên phía Trung Quốc cho biết, bên Đài Loan cho biết rằng là họ sẽ, bên phía Trung Quốc là trong tuần này họ sẽ tổ chức một cái cuộc tập trận quân sự, và dùng cái cớ là ông Tổng thống của Đài Loan sẽ đưa ra một cái bài diễn văn thông điệp quốc gia, và bên phía Trung Quốc dùng cái cuộc tập trận này để mà gọi là ngăn chặn cái khẩu khí của ông Tổng thống bên phía Đài Loan, là cái quan niệm của họ là một quốc gia độc lập. Trong khi đó Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh Đài Loan thuộc chủ quyền của họ. Thì đây là cái chuyện mà chúng ta cũng thấy nó xảy ra thường xuyên. Và lần này thì có thể là không khí nó có căng thẳng hơn, tuy nhiên nó có thể không đến xảy ra một cái cuộc gọi là đụng độ nào cả. Đó là cái điều mà chúng ta đều thấy là như thế. Sang qua tình hình mà thiên nhiên ở tại Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, cơn bão Helene đã làm cho nước Mỹ thiệt hại rất là nặng nề. Tuy nhiên bây giờ vùng Florida đang tiếp tục chờ đón một cái cơn bão mới. Cơn bão này được gọi là cơn bão Milton. Thì thưa quý vị, đây là một cơn bão phải nói là rất là khủng khiếp. Theo tất cả các dự báo đều cho biết cơn bão này sẽ, bây giờ cơn bão này đã lên tới cấp 4 và nó đang nhắm hướng vào vùng phía khu vực phía tây của tiểu bang Florida.
Thì rồi cái cơn bão Helene nó đi từ phía dưới miền Nam nó đi lên, còn bây giờ cơn bão này nó nằm ngay trong vùng vịnh Mexico và nó đập vào bờ biển phía Tây. Thì thưa quý vị, với cơn bão bây giờ nó đang là cấp 4, thì với cái tốc độ cấp 4 như thế này thì mọi người thì cái thông tin cho biết rằng là cơn bão này bây giờ lên tới 150 dặm một giờ, thì phải nói rằng là vô cùng khủng khiếp. Thì không biết rằng là khi mà nó tới gần bờ nó có giảm đi hay không, mà nếu nó không giảm thì tình trạng mà thiệt hại nó từ những cơn bão này gây ra phải nói là kinh hoàng. Nước Mỹ vẫn còn chưa hết sốc về cái sự thiệt hại của cơn bão Helene. Thì cơn bão Helene bây giờ chúng ta được biết rằng là thông tin trong những ngày vừa qua cho biết, các báo cáo cho biết là số người thiệt mạng ở đây đã lên tới 232 người, kéo dài trong 6 cái tiểu bang, và số người dân hiện tại bây giờ vẫn chưa có điện ở rất nhiều vùng khác nhau. Và những cái tiểu bang mà bị thiệt hại nặng nề nhất đó là tiểu bang North Carolina, 117 người chết, rồi sau đó tiểu bang South Carolina 48 người, Georgia 33 người, Florida 20 người, Tennessee 12 người và Virginia 2 người. Thì toàn bộ những cái khu vực ở đặc biệt ở tại hai tiểu bang North Carolina và South Carolina là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Và trước cái sự tàn phá này thì thưa quý vị, ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden đã đưa thêm 500 vệ binh quốc gia vào trong khu vực này để cứu bão. Và trong cái thông báo ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden cho biết rằng là cho đến bây giờ đã có 1.500 vệ binh quốc gia vào trong khu vực, và trong khu vực này đã có 6.100 vệ binh quốc gia của tiểu bang và có khoảng chừng 7.000 nhân viên của liên bang để mà hỗ trợ người dân để mà khắc phục cái cơn bão. Đó là thông báo của bên phía Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua. Sang qua cái chuyện chính trị thì thưa quý vị, ông cựu Tổng thống Donald Trump trong một cái cuộc tranh cử, ông lên tiếng là ông sẽ áp thuế lên hàng của Mexico 200% các loại xe mà hơi từ bên Mexico nhập vào Hoa Kỳ. Thì trong cái chuyện này thì đây là một cái lời nói mà đối với các nhà kinh tế đây là một cái chuyện phải nói là viển vông, chỉ mà cái tính chất là khơi dậy cái sự kích động chính trị, mà trên thực tế thì thưa quý vị, nó không có xảy ra đúng như những gì mà ông Donald Trump nói như thế. Thứ nhất, các công ty mà bên Mexico sản xuất thì đều là các công ty của Hoa Kỳ đem sang qua bên đó để mà kiếm giá nhân công rẻ, và đặc biệt bên Mexico lại đưa ngược lại về Hoa Kỳ không những xe mà họ đưa về các phụ tùng xe hơi. Các phụ tùng xe hơi mà từ Mexico bây giờ ông đòi tăng giá lên 200%, thì thưa quý vị, cái giá sản xuất xe hơi ở tại Hoa Kỳ nó sẽ leo thang lên hơn nữa. Thì về mặt kinh tế thì quý vị, cái bài toán này là một cái bài toán không có lối thoát. Và trong ngày hôm qua thì thưa quý vị, một cái báo cáo phân tích về cái kế hoạch kinh tế của ông Donald Trump so sánh với bà Kamala Harris, thì của một cái nhóm gọi là Committee for a Responsible Federal Budget, đây là một cái tổ chức mà gọi là không đảng phái, họ cho biết rằng là cái kế hoạch của ông Donald Trump nếu mà áp dụng thì sẽ làm nợ quốc gia tăng lên 15.000 tỷ, tăng lên 15.000 tỷ trong một thập niên tới, và mức độ này cao gấp đôi nếu mà áp dụng những cái biện pháp kinh tế của bà Kamala Harris. Có nghĩa rằng là bà Kamala Harris là khoảng chừng 7 tỷ, 7.000 tỷ, xin lỗi quý vị, 7.000 tỷ tiền nợ quốc gia nếu áp dụng chính sách của bà. Nhưng ông Donald Trump thì lại gấp đôi, 15.000 tỷ. Thì trong cái chuyện mà áp thuế, thưa quý vị, chúng ta đã trải qua cái việc này, chúng ta đều biết khi mà áp thuế hàng nhập cảng vào bên trong Hoa Kỳ thì người đầu tiên trả là ai? Người đầu tiên trả chính là chúng ta, những người tiêu thụ. Bởi vì khi các hãng nhập vào bị đóng thuế cao, họ sẽ tăng giá hàng hóa lên và người dân sẽ phải trả. Và cái điều kế tiếp xảy ra là gì? Đó là lạm phát. Và đặc biệt với nước Mỹ, thưa quý vị, tình trạng sản xuất của Mỹ, tại sao các nhà tư bản chuyển ra bên ngoài, là vì họ muốn tận dụng cái nhân công ở bên ngoài rẻ hơn bên trong nước Mỹ, thì họ đem ra ngoài để mà sản xuất ngược lại.
Thì vấn đề được đặt ra là gì? Trong khi tìm cách giảm bằng cách là bớt cái giá tiền lương, thì bây giờ nếu mà cái giá vật liệu mà theo như lời ông Donald Trump nói, ông phải tăng giá nhập cảng vật liệu, thì giá vật liệu tăng thì làm sao hàng sản xuất của Hoa Kỳ nó giảm xuống được, mà khi để nó rẻ hơn để người tiêu thụ có thể mua. Thì thưa quý vị, đây là một cái bài toán mà các nhà kinh tế đều nói rằng là không có lối thoát. Tuy nhiên rất nhiều người thì không để ý những cái vấn đề về lập luận, về những vấn đề thực tế, về những cái bài toán về mặt thương mại, bài toán mặt kinh tế này. Họ chỉ nghe những cái điều mà làm sướng lỗ tai là mình thù ghét chống người khác, nhưng họ quên nước Mỹ hầu như nhập luôn cả nguyên vật liệu từ ngoại quốc về, và khi nhập nguyên vật liệu từ ngoại quốc về thì cái giá thành sản phẩm phải nói là không bao giờ nó xuống được. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Trong cái chuyện chính trị thì thưa quý vị, bên phía Cộng Hòa thì càng lúc họ càng leo thang cái việc và là ủng hộ theo cái lời nói dối của ông Donald Trump. Thì thưa mới đây, ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vừa mới xuất hiện và khi trên cái đài truyền hình ABC News trong ngày Chủ nhật ngày hôm qua, khi được hỏi rằng là ông có công nhận là ông Donald Trump thua trong cái cuộc bầu cử năm 2020 không, thì ông lờ đi, ông không muốn nói chuyện đó. Chúng ta không có nói, ông nói rằng là tôi sẽ không nói gì về cái chuyện năm 2020 nữa, chúng ta nên nói về năm 2024. Cái điều ông này, ông không dám thừa nhận ông Donald Trump thua, mà ông quên luôn rằng trong cái lá phiếu ở tiểu bang ông bầu, ông cũng nằm trong cái lá phiếu mà bầu cho ông Donald Trump, ông cũng nằm tên trong cái lá phiếu đó. Thế thì tại sao ông nhận cái kết quả chiến thắng của ông mà cùng một lá phiếu thì ông lại không thừa nhận cái sự thất bại của ông Donald Trump cũng cùng trong cuộc bầu cử? Đó là vấn đề của những người Cộng Hòa hiện tại bây giờ. Họ phải nói dối theo ông Donald Trump. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình tin tức ngày hôm nay. Chúc quý vị một tuần lễ mới nhiều niềm vui, bình an, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thank you.